Mạnh Cường Audio xin kính chào quý khách. Tự Hào là đơn vị uy tín tại Đắk Nông, chuyên phân phối thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình LED từ các hãng thương hiệu nổi tiếng. Hello mọi người. Ngày hôm nay thì theo yêu cầu của anh khách ở Sài Gòn, tiếp tục là yêu cầu của anh ha. Thì hôm qua Cường đã test cái chất âm của ba cái loại đầu micro Shure. Đó là đầu đầu KSM9 HS và đầu KSM9 cũng như là đầu Beta 87 rồi quý vị ha. Thì hôm nay trong clip này anh muốn Cường test giùm thử là những cái đầu này thì khi hát ở trên loa, cái đầu nào nó hay hú hí, nó dễ bị hú, cũng như là đầu nào dễ hát hơn, hát nhẹ hơn. Thì hôm nay đây Cường sẽ test hai cái đầu nha quý anh chị. Hôm nay Cường sẽ test một cái Shure Beta 87A và một cái Shure KSM9 nha. KSM9 nha quý vị. KSM9 HS ha. Mình sẽ test trực tiếp ở trên cái loa. Thì đây mình đang test trên cái bộ Shure ULXD đơn nhá quý anh chị, bộ một tay nhá. Và mình test trên con mixer Yamaha LS9 và mình sẽ hát bằng hai cái hướng reverb song song ha. Thì để tránh cái trường hợp mà quý anh chị nói là Cường cắt ở trên loa này nó các thứ, thì bây giờ Cường sẽ cho quý anh chị xem luôn nhá. Thì đây là cái đường master này. Master thì EQ Cường để flat nhá, không có can thiệp bất kỳ một cái gì hết á. Ha. Đang để flat vậy đó quý anh chị nha. Rồi đây là cái line micro. Cái line số 1 này Cường đang low cut 80Hz và Cường cắt cái low shape cắt 2 dB nhé. Đây. Quý anh chị nhìn ở trên cái biểu đồ của equalizer, quý anh chị biết ha. Đó, như thế thôi ha. Rồi, đây là cái đường nhạc này, đường phát nhạc mình cắm lại số 3, mình cắm mono thôi. Tại vì cái dây stereo mình đang có sự cố ha, cắm vô cái con MacBook nó có sự cố. Mình đang cắm tạm dây mono nhé quý anh chị. Rồi cái effect này, cho quý anh chị xem cái effect luôn. Đây effect là mình đang đưa về hai cái đường custom fader 1 và 2 này ha. Đó, quý chị thấy này. EQ của effect cũng không cắt gì hết á ha. Đó. Ok. Nếu muốn chắc cú hơn thì anh chị xem bên này. Đó, đây. Effect 1 này ha. Effect 2 này không cắt gì hết á nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test thử xem ha. Nó có hú không? Thực tế ra thì hai cái effect này bữa giờ Cường hát thì cũng hát bằng cái headphone, đeo headphone hát chứ không có trực tiếp hát trên loa, cũng không biết là khi mình kết hợp hai effect này nó có bị hú không ha, bị hú bị gì hay không ha. Và quý anh chị lưu ý là đây mình đang test ở trong phòng nha quý anh chị, chắc chắn thì loa nó sẽ bị um một chút rồi nha. Mình không cắt EQ của loa luôn, nói chung trong phòng thì mình phải can thiệp một chút, nhưng mà đây mình không cắt, mình để như thế luôn, test chay như thế cho quý anh chị chúng ta nghe luôn nha, xem nó có sự cố gì không nha. Với lại để giải đáp thắc mắc của một số bác bảo rằng là mấy cái mic xịn này đắt tiền này khó hát lắm, thì hôm nay mình sẽ hát thử xem nhé. Quý anh chị muốn vừa delay vừa reverb hoặc là hai cái reverb song song, Cường chơi hết cho quý anh chị xem nhé. Bây giờ Cường sẽ lấy tín hiệu từ cái điện thoại luôn nhé, mình thu bằng cái micro điện thoại luôn nhé quý anh chị. Mình phải kiếm một cái góc nào đó mình đặt máy cho nó hợp lý một chút nha, chứ còn mà gần quá là nghe nó vỡ tiếng đấy quý vị, cái điện thoại nó bị vỡ tiếng đấy ha. Bây giờ Cường sẽ đặt lên cái chân máy quay nhé quý anh chị. Rồi mình đặt cái máy hơi xa nhé quý anh chị, nó cách cái loa khoảng 3 mét, không tới 3 mét. Cách cái loa, cái điện thoại mình đang quay là cách cái loa khoảng tầm 3 mét, cho nên là cái khi mà mình ngồi nói chuyện không như thế này nhé quý anh chị, nghe hơi nhỏ, quý anh chị thông cảm nhé. Đầu tiên thì mình chưa hát đâu, mình sẽ alo thử xem nhé. Thì cái mức âm lượng thì hai cái đầu mình sẽ để như nhau nhé quý anh chị. Rồi bây giờ đầu tiên mình sẽ alo thử cái đầu KS19 xem sao ha. Và mình ngồi ngay trước cái loa, cách loa khoảng tầm 1 mét từ vị trí mình ngồi, cách khoảng 1 mét cho quý anh chị. Ngồi ngay cái loa luôn nha. Bây giờ bật nguồn, bật nguồn micro nha. Lên sóng 7, lên hệ, check 1, 2. Thì quý anh chị chúng ta nghe qua cái loa điện thoại á, thì nó sẽ không chính xác cho lắm nhé quý anh chị. Đó thì chúng ta nghe qua điện thoại để chúng ta cảm nhận sơ nhé quý anh chị. Cái đầu tiên á, thì mình đang nói trên cái đầu Shure KS19 này, thì mình cảm giác cái tiếng nó mềm quý anh chị ha. Nó mềm, nó tơi tơi, nhưng mà cái tiếng nó đều đều nhé.
lên 6-7 hề, 5-6-7 lên hề, 5-6-7 lên 6-7. Nó tiếng rất là mềm, nó nịnh nịnh cái giọng mình một chút xíu nhé quý anh chị. Lên 6-7 lên hề, check 1-2. Cái khi mà mình nói trên cái đầu mic này mình cảm giác nó tự nhiên lắm quý anh chị ha. Thay bằng thì khi mà chúng ta nói, chúng ta phải chú ý chúng ta nghe thử trong cái loa cái tiếng mình ra như thế nào để mình cố gắng mình chỉnh sửa, đúng không? Còn đây mình đang nói một cách rất là tự nhiên nha. Lên 6-7, 5-6-7. Rồi, ok, và bây giờ thì Cường sẽ nói thử trên cái đầu beta 87A cho quý chị chúng ta nghe thử nha. Tuy nhiên đây chúng ta nghe để tham khảo thôi quý chị, chứ nghe qua cái micro điện thoại thì không bao giờ chính xác được đâu nha. Mình đang dùng cặp loa FPT này mà mình không cắt EQ gì hết nha. Và bây giờ mình để nguyên EQ như này, mình gắn đầu 87A vào nha. Cái đầu cái S19 này thì tiếng nó dày lắm. Lên 6-7 thì 6-7 nó tiếng rất là dày quý chị ha. Cái tiếng nha, dày đây mình giải thích một chút xíu, nó dày không phải là dày hụp hụp giống như mấy cái micro tàu như quý chị nha. Nó dày á, là có nghĩa là cái tiếng của mình nó thu vào nghe cảm giác nó dày mà nó thật quý chị ha. Nó dày mà nó thật chứ nó không phải là alo mà cứ nghe hụp hụp trong cái loa. Có một số anh em cứ quan niệm mà sai lệch về cái độ dày của cái sao tiếng micro ha. Rồi bây giờ gắn cái đầu beta 87A thử xem nào. Trước khi chúng ta thay đầu chúng ta phải tắt nguồn nhé quý chị nhé. Tắt nguồn tai micro nhé. Và trong trường hợp chúng ta bật ra nó sẽ chết nguồn cái đầu. Rồi bây giờ gắn cái đầu beta 87A vào nhé. Đầu 87A này là về đi kèm với cái bộ này luôn đó quý chị. Lên 6-7 hề, 5-6-7 lên. Đó thì mình thấy cảm giác cái đầu 87A này thì nó mỏng hơn cái S19 rất là nhiều quý chị. Đấy. Nhưng mà ngược lại thì cái tiếng mic của nó sáng hơn ha. Nghe cảm giác nó sáng hơn. Đấy. Còn cái đầu cái S19 thì mình nói mình cảm giác như là cái dạy nó rất là đều ha. Các cái dạy đáp ứng của nó rất là đều ha. Còn cái beta 87A này thì mình cảm giác là nó mỏng hơn cái S19 rất là nhiều ha. Thôi bây giờ thì không vòng vo nữa. Mình sẽ hát thử đi quý chị nhé. Một chiếc loa luôn đó thì quý chị cũng thông cảm nhé. Ngồi nghe cái loa thì đôi khi nó phải bị ồm một cái mic ha. Mình sẽ cố gắng điều chỉnh âm lượng cho nó hợp lý nhất cho quý chị chúng ta nghe chính xác nha. Mình sẽ cho nhạc bé thôi nhá. Rồi bây giờ mình ngồi như thế này là đối diện cái loa luôn đó quý chị nha. Rồi và bây giờ lên nhạc quý chị ha. Lên. À, mình hát thử những ca khúc biểu tình nhé. Mình tăng micro lên chút xíu rồi nha quý chị. Lên 6-7. Lên 6. Lên 6. Rồi. Bật effect ngồi chút cái loa luôn nhé. Lên 6-7. Lên 6-7. Lên. Nằm nghe sóng vô tình bọn chàng theo từng làn gió đưa một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa biển rộng đất trời chỉ có ta thì dòng ngân hà không biên giới như tình anh với em hơn cả những vì sao đêm chẳng nhô lên cao chẳng gác trên đầu môi mây xanh xanh lơ vì tắm say tình mới đến đây với em mà ngỡ trong mắt em màu sầu là cả hôn trời mưa không gian im nghe
nhìn đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước, xin tay gắn nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thuyền, biển xanh cát trắng sóng hoàng im ái ân, không còn những chiều. Quên mất khúc vô cái quên cái câu cuối nha. À, rồi bây giờ mình cùng để một cái mức âm lượng như thế và cùng ngồi ngay vị trí này luôn, và mình sẽ hát thử cái đầu xua KS19HS quý vị nha. Tắt nguồn, tháo đầu và thay đầu nha quý chị. Mình để một âm lượng như nhau, nhạc và micro mình để như nhau hết nhá. Có lẽ ở đây mình đang mở cũng không được lớn cho lắm đâu nhá, cảm giác mình ngồi đây thì nó vừa hát thôi. Còn một số anh chị thì cảm giác hơi nhỏ đấy, nhưng mình cảm thấy thì nó vừa hát rồi ha. Để mình để nguyên như vậy, mình alo để xem có bị lớn hơn quá, lớn hơn thì phải kéo xuống xí. Lên 6-7, lên 5-6-7. Đó thì mọi người chúng ta nghe cái cảm giác nó sẽ dày hơn rất là nhiều ha. Tiếng nó dày hơn rất là nhiều. Đó. Nói cái cảm giác cái giọng của mình nó nhẹ nhàng hơn ha. Nó thông thả hơn ha quý vị. Và bây giờ test thử nha. Đó, bằng một mức âm lượng rồi nha quý vị. Để sọc bầy. Để sọc bầy. Một mức âm lượng như lúc này luôn nhé. Để sọc bầy. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải đi cũng không xa, biển rộng đất trời chỉ có dòng ngân hà mình cũng qua, biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những gì sao đêm. Chẳng nhô lên cao, chẳng gác trên đầu tôi, mây xanh xanh lơ mình đắm say tình mới, đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em màu sầu là cả một trời mưa, không xa tim em nhìn đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước, xin tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ em, biển xanh cát trắng sóng hòa im ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Rồi ok, và mọi người chúng ta vừa nghe thử hai cái đầu micro xua và mình hát thực tế ở trên cái loa và quay thực tế bằng cái điện thoại nha mọi người. Thì theo cảm nhận của mình á, cái 19 hay thật sự là rất hay nha quý chị. Tiếng nó mềm và mấy cái khúc mà mình lên cái cao trào á, nó cảm giác như nó không có bị vượt ngưỡng nha quý chị ha, nó không có bị overload mấy cái đoạn mình lên cao trào quý vị ha.
Đó, tuy nhiên thì mỗi cái có cái hay riêng. Còn cái đầu 87A tiếng nó mỏng hơn nha, tiếng nó mỏng và cái tiếng nó sáng hơn ha, nó sáng hơn. Nhưng cái S19 thì tiếng mềm và cảm giác nghe nó đều ha. Cái dòng hát của mình ra cảm giác nghe nó đều nha quý chị ha, nó không có bị khúc thì quá lớn, những cái tần số quá lớn và những cái tần số quá thấp ha, cái này nó rất là đều. Rồi bây giờ thì xin chào quý chị nhé. Cái đầu cái S19 này thì Cường sẽ có một cái clip ngắn mình tháo ra quay review sau. Bây giờ cái clip nó cũng hơi dài rồi nhé, mình sẽ kết thúc tại đây. Và quý vị nhớ đăng ký kênh để Cường sẽ có rất là nhiều clip test rất là nhiều loại video như quý vị. Bây giờ xin chào quý vị nha.